Ayo, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Jessie Nguyễn. Các bạn ơi, hôm nay Jessie sẽ chia sẻ với các bạn tìm hiểu và cách đọc các đồng tiền đô la Mỹ nhé. Nào bắt đầu video thôi, let's go. Video lần ngày hôm nay thì Jessie nói thẳng với các bạn là Jessie không có nhằm mục đích là Jessie khoe tiền, mà Jessie sẽ giải thích từng cái tờ đô la Mỹ cho các bạn hiểu. Và các bó tiền này Jessie đã kiếm được từ Jessie đi làm thêm á các bạn. Part-time đã gần 2 năm thì Jessie kiếm được ngần này số tiền này các bạn. Trước khi mà Jessie làm YouTube á thì Jessie đã kiếm được nhiêu đây số tiền. Và khác như thế nào thì các bạn cùng Jessie khám phá nhé. Ok, để Jessie dẹp cái này. Ok. Bình thường á, Jessie để tiền, Jessie ít khi mà để vào cái bóp của Jessie lắm. Trừ khi nào mà Jessie đi ra ngoài mà cần cái số tiền mà ngày hôm đó xài thôi, thì Jessie sẽ rút những cái số tiền mà Jessie dành dụm được trong cái bao thư tiền này của Jessie nè. Jessie cho các bạn coi sơ sơ qua nha. Dày chưa nè. Jessie bó thành những cọng thun của tóc á các bạn. Nè, Jessie có để Jessie nè để đỡ phải nhầm lẫn. À, các bạn có biết gì không nè? Cái này á, Jessie bỏ rồi khi nào mà Jessie thấy vừa đủ á, thì Jessie sẽ để vô ngân hàng thẻ của Jessie. Chứ Jessie không có ít khi mà Jessie để tiền ở nhà lắm. Ok, không biết tờ đầu tiên Jessie giải thích cho các bạn là tờ gì vậy người ta. Ok, để Jessie lấy nha. Có một vài số tờ thì Jessie không có để theo từng cụm á, thì Jessie sẽ review cho các bạn dễ hiểu hơn. Ok đây. Ok đây. Đây là số tiền mà Jessie cắt ra sẵn đây, Jessie giải thích cho các bạn nè. Wow, nhiều tờ quá ta. Ok, còn thiếu tờ nào nữa không ta? Ok, để Jessie giải thích cho các bạn nha. Tờ tiền đô la Mỹ bé nhất trong các tờ tiền của đô la đó chính là đồng 1 đồng nha các bạn. 1 đồng để nhận biết được tiền giả, tiền đô la giả hay là tiền đô la thật á, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái mã vạch của từng cái tờ đô la Mỹ nha các bạn. Đô la Mỹ trong tiếng Anh á, đó chính là USD. USD. Ok, this is the principles. Each of the $1, we have a president's name Washington. Ý Jessie nói trong tiếng Anh này, hồi nãy ấy, thì Jessie nói là cái tờ 1 đồng thì sẽ có mã vạch cái màu xanh xanh lá này để nhận diện cái đồng tiền giả hay đồng tiền thật. Và mỗi đồng tiền, ví dụ như là đồng tiền đô la, 1 đô la Mỹ này, thì có một cái ông tổng thống của nước Mỹ, đó chính là ông tổng thống Washington. Để Jessie zoom vào sát cho các bạn nhìn nè. Jessie không biết các bạn có thấy hay không. Và bên cạnh cái ông president này, đó chính là một cái signal, một cái nhận dạng, đó chính là một cái nơi mà sản xuất ra đồng tiền của nước Mỹ. Đó. Và ở đây nó có hai còn gọi là Federal Reserve. Để xin đọc lại nha. Federal Reserve Note. The United States of America. Ở Mỹ thì có hai cách gọi. Đó chính là Hoa Kỳ và Mỹ. Sao tiếng ở viết tiếng Việt, nhưng mà ở tiếng Anh á, thì có cũng có hai cách đọc. Một cách đọc là United States. Một cách đọc khác nữa là America. Và một cách
đọc đặc biệt hơn, đó chính là The United States of America. Nha các bạn, đây là mặt trước của cái đồng tiền 1 đô nè. Còn mặt sau của nó đó chính là như vậy, là một địa danh ở Mỹ. Chứ xin không biết ở chỗ nào, hay là ở Ai Cập gì đó. Và cái huy hiệu quyền lực nhất nước Mỹ đó chính là đại bàng và lá cờ Mỹ. Đi đâu nước Mỹ á, nếu mà bạn đến DMV á, thì bạn sẽ thấy cái huy hiệu này. Hoặc là cái nơi mà của chính phủ ở Washington á, các bạn cũng sẽ thấy cái huy hiệu này nha. In God We Trust, tin tưởng vào Chúa. Và cái này nó đều là once này các bạn. Once, và design nó có số 1 này, cực kỳ xịn sò luôn nha. Đồng tiền này không phải một cái đồng tiền mới, nhưng mà nó cũng đáng để review nữa. Một cái đồng tiền bé thứ hai và vô cùng đặc biệt chỉ có năm mới, giống như là Lunar New Year mới có, là năm Tết ở Việt Nam hoặc là Tết của người châu Á thì mới có cái đồng tiền đặc biệt này, đó là đồng tiền 2 đô, $2, hay còn gọi là $2 bill. $2 là một đồng tiền 2 đô này các bạn. Nó có đề series number nè. Thiết kế nó đặc biệt hơn là nó có in màu nha các bạn. Đồng tiền bình thường ở Mỹ thì không có màu mè như này đâu, chỉ là màu rất là đơn giản là màu xanh nè, màu xanh lá nè, rồi màu vàng. Mà giống như những cái tờ giấy mà hồi xưa họ viết ra tờ giấy á các bạn. Vậy thôi, chứ không có đặc biệt như là màu hồng, rồi màu vàng, màu xanh biển, màu đỏ như này đâu. Chỉ có mỗi khi mà Tết nè, thì nó sẽ sản xuất ra. Năm ngoái Jesse được lì xì 2 đô nè, thì Jesse giữ lại làm kỷ niệm, bởi vì đồng tiền này vô cùng đặc biệt. Và cái ông chính phủ trong giờ điện 2 đô này á, đó chính là ông Jefferson, tổng thống Jefferson này các bạn. Vô cùng đẹp trai luôn á nha. Và mặt sau cũng giống như tờ tiền bình thường khác thì nó cũng có, chỉ có màu này thôi. Nhưng mà nó trong cái tờ tiền này giống như là quốc hội, trong cái tổng thống ở bên Mỹ á các bạn, hay là buổi một cái quốc hội gì đó, gồm các viên chức nè, rồi những cái nhân viên chính phủ nè, và tổng thống đang bàn bạc gì đó. Và đề 2 ở hai bên trái và phải, và 2 đô, thấy không? Đó, cái này In God We Trust. Đây là cái năm mà nói lên cái chê siêu mít dịch, giống như là tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ á, vào năm 1776. Jesse không biết có đúng hay không, Jesse nhìn theo cái tờ tiền Jesse nói thôi. Tờ 2 đô hay là còn gọi là 2 USD á, thì dịch tiếng Anh là $2 nha các bạn. Đó, đẹp chưa nè. Năm ngoái là năm con chuột thì người ta sẽ in con chuột lên. Còn ví dụ như là năm con trâu á, thì nó sẽ in con trâu lên cái tờ tiền 2 đô hoặc là tờ tiền gì đó vô cùng đặc biệt mà năm nay chia xíu không có được lì xì vào dịp Tết. Tờ tiền tiếp theo Chelsea muốn review cho các bạn đó là tờ tiền $5. $5 là tờ tiền 5 đô. Nó có đề đây là $5. Và cái tờ tiền này được người đại diện tổng thống đó chính là ông Lincoln nha các bạn. Lincoln President. Ok, đây là cái chữ ký của cái nơi nào đó này các bạn. Và cái biểu tượng của nước Mỹ là con đại bàng và lá cờ Mỹ ở đằng sau, và nhiều cái các ngôi sao vô cùng đẹp đẽ luôn nè. Reserve Note, Federal Reserve Note nha các bạn. Và cũng có cái mã vạch màu xanh lá luôn nha các bạn. Ở mặt sau á, thì nó khác với những cái đồng tiền khác là nó có White House là Nhà Trắng ở Washington nha các bạn. Lincoln Memorial. Ồ, chứ xin nói sai rồi. Đây là nơi tưởng niệm Tổng thống Lincoln mới đúng.
Chị xin lỗi các bạn. Và tờ Nam Đô nó trang trí cũng đẹp ghê á. Nó tờ tiền nào cũng ghi là In God We Trust, tin tưởng vào Chúa hay sao á. Wow. Tờ tiền tiếp theo cho chị sẽ review cho các bạn tờ tiền nào ta. Chờ chị xíu nha. Ông tổng thống ở tờ tiền 10 đô đó chính là ông tổng thống Hamilton nha các bạn. Và tờ 10 đô tiếng Anh gọi là $10. $10. Và ở đây cũng có chữ ký của cái Secretary of Treasury và chữ ký hình như là chữ ký tổng thống vào năm, để chị xin coi 2000 series sản xuất cái tờ tiền là 2013 nha các bạn. Đây nè, chị xin không biết các bạn nhìn rõ không, để chị xuống đây nè, hai series 2013 nè đó. Và kế tiếp đó chính là cái nơi đó chính là US Treasury. Jesse không biết cái nơi này dịch sang tiếng Việt là như thế nào. Bạn nào biết thì hãy comment ở dưới phần mô tả cho Jesse biết nha. $10 nè. Đó, tờ mình tìm 10 đô này nó thiết kế như là cái tờ giấy mà hình như là cái tờ giấy để viết chữ hồi xưa ở Việt Nam hay sao á. Mà đây là tờ tiền Mỹ nha các bạn, được in ấn đàng hoàng. Tờ tiền tiếp theo Jesse muốn review cho các bạn tiếp theo đó chính là $20. Tờ tiền 20 đô, 20 bucks á. Thì 20 bucks là 20 đô hay sao, 20 đô hay sao á, Jesse cũng không biết tiếng lóng trong tờ tiền 20 đô là cái gì. Ok, nên nó còn gọi là $20. Và tổng thống đại diện đó chính là ông Jackson nha các bạn. Ok, tờ tiền này thì cũng không có đặc biệt gì mấy. Nó chỉ khác là nó được cái biểu tượng đại bàng thì nó màu vàng vàng hay sao. Chứ xíu không biết lên cái camera nó lên màu gì. Giống như là màu ánh ánh hay sao á. 20 nè, đó. Và cái mã vạch này các bạn, mặt sau của nó đó chính là White House, Nhà Trắng nè các bạn. Đây mới là Nhà Trắng nha các bạn. $20. Đó. Tờ tiền tiếp theo mà Jesse muốn review cho các bạn đó là tiền đồng tiền 50 đô, $50. Cái tờ tiền 50 đô này á, là một cái người chứ xin không biết là tổng thống hay là viên chức ở Mỹ nữa. Mà tên của ổng á, là tên là Rand nha, ngài Rand nha các bạn. Và ở đây 50 đô nó giống như là màu vàng vàng hay là màu xanh lá gì đó. Và đặc biệt hơn cho xin để ý tờ tiền 50 đô đó chính là một cái lá cờ Mỹ màu đỏ này. Và cái một cái ngôi sao nha các bạn. Và con chim đại bàng với lá cờ Mỹ thì nằm ở bên này. Đây là lá cờ Mỹ nè các bạn. Nhìn rất là rõ, màu xanh biển với những cái ngôi sao nè. Và đỏ màu trắng nha các bạn. Và đặc biệt có một cái ngôi sao ở đây. Mặt sau của nó đó chính là một nơi vô cùng đặc biệt, đó chính là US Capitals. Jesse không biết sẽ tiếng Việt là gì, nhưng đây cũng là một cái địa danh nổi tiếng ở Mỹ, hình như là ở đâu á, gần Washington hay sao á, Jesse cũng không biết nữa. Bạn nào biết thì cũng comment dưới phần mô tả Jesse và các bạn khác cùng học hỏi hen. Ok, đây là mặt trước và mặt sau nè. Đó, ở đâu cũng có In God We Trust nhớ các bạn. Jesse
xin được dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho Jessie một lượt like, share, comment và subscribe kênh Jessie, để Jessie có thêm nhiều lực chia sẻ nhiều video hữu ích hơn nữa nhé.